giờ thì sau cái món này thì chắc là chúng ta sẽ thưởng thức một cái món nó rất là đậm chất Việt Nam. Chúng em có chôm chôm này, đặc sản miền Nam nữa, có bưởi năm roi này, và đặc sản của Vĩnh Long. Nó có gợi nhớ cho anh điều gì và anh có đoán ra ý của chương trình không? Những người tha phương như anh, anh cảm giác giống như là còn giàu mà khi đi lấy chồng vậy. Quê hương là mẹ. Anh xa Vĩnh Long từ năm bao nhiêu tuổi? Anh đi lúc anh 14 tuổi. 14 tuổi lúc đó là anh có đi với gia đình không, là đi một mình? Anh đi cả gia đình. Và lúc đó thì mẹ anh cùng với lại các chị em cùng qua đó. Dạ đúng. Và bao lâu rồi anh được về lại quê hương? Thật sự anh là một trong những người may mắn. Anh đi học xong lớp 12 anh được về. Dạ. Nhưng mà cái... Chị may mắn đón được mẹ chồng của chị về ăn Tết với gia đình. Thì trong lúc anh Lâm không có ở nhà thì hai mẹ con tâm sự. Và mẹ chồng chị là một người hết sức tình cảm. Cuộc đời của mẹ thì hy sinh hết cho đàn con, bốn người con. Có những lúc con của mẹ không hiểu mẹ, và có những lúc con của mẹ có những cái giỏi hơn mẹ, nhưng mà mẹ quyết định là mẹ cũng tha. Mẹ ngồi mẹ khóc, mẹ kể về những cái ngày gửi con lại, sáng nấu một nồi xôi thật lớn đi ra đầu đường bán. Mà tất cả những cái thứ mẹ vận hành đó là do cho tương lai của bốn đứa con. Thì cho tới giờ mẹ chị 75 tuổi ở bên Mỹ vẫn đi lao động, chứ không có ngồi ở đó để nhận trợ cấp. Và bao nhiêu tiền mẹ làm ra là mẹ sẽ tới sinh nhật của một đứa cháu nào đó mẹ sẽ lì xì, hoặc là mẹ nhớ con thì mẹ sẽ mua vé để bay qua thăm con ở một cái tiểu bang nào đó. Thì mẹ là một người phụ nữ rất là chủ động. Và cái ngày đám cưới của anh Lâm với chị chỉ có 50 khách, kể cả gia đình nhà trai, gia đình nhà gái và vài người bạn thân. Thì cái ngày hôm đó giống như anh Lâm hôm nay, anh Lâm là người khóc nghẹn, nắm tay vợ khóc nghẹn. Và ở dưới thì toàn bộ nhà trai đều khóc hết, và mẹ chị khóc rất nhiều.
mẹ chị khóc rất nhiều. Sau một hành trình của một người phụ nữ bươn chải rất là khó khăn ở trong cái việc là thay đổi cuộc sống, đưa các con đi qua Mỹ để thành lập một cái công việc mới. Và hiện tại mẹ ở một tiểu bang khác, chị hai ở tiểu bang khác, anh ba thì ở cùng chị hai. Nhưng mà câu chuyện của mẹ luôn luôn cho tới bây giờ vẫn là những cái nỗi niềm đau đớn về con, về cháu. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện thôi sẵn sống hôm nay chồng đang xúc động chồng không nói. Nhưng mà con muốn gửi lời cảm ơn mẹ. Vâng.